Chào các em. Chúng ta tiếp tục với chương trình Tiếng Anh lớp 6 nhé. Unit 10: Our houses in the future. Communication, Everyday English and Houses and appliances in the future. Bài học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bài học số 10 với chủ đề Our houses in the future. Chủ đề về những ngôi nhà của chúng ta trong tương lai qua phần Communication. Ở phần này, chúng ta có hai nội dung. Every English Đó là tiếng Anh mỗi ngày Houses and appliances in the future Đó là những ngôi nhà và những cái thiết bị trong tương lai Chúng ta đi từng nội dung một Every English Expressing surprise Đó là bày tỏ cái sự ngạc nhiên One, Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. John! Hello! Oh, hi David! Oh, hi David! Wow, is that your computer? It looks great! Yes, it's my new computer! My parents gave it to me for my birthday! Now again. John, hello. John, hello. Oh, hi, David. Wow, is that your computer? It looks great. Oh, hi, David. Wow, is that your computer? It looks great. Yes, it's my new computer. My parents gave it to me for my birthday. Yes, it's my new computer. My parents gave it to me for my birthday. Nội dung của đoạn hội thoại này như sau. John: Xin chào. Uh, chào David. Wow, đó có phải là máy tính của bạn không? Trông thật là tuyệt vời. Uh, phải đó, đó là máy tính mới của tôi. Bố mẹ tớ cho tớ tặng cho tớ nhân ngày sinh nhật đấy. Thì ở đây cái phần làm nổi làm nổi bật của chúng ta đó là Wow, is that your computer? It looks great Đây là một câu bày tỏ sự ngạc nhiên wow. wow Đó là máy tính của bạn à Trông nó thật là tuyệt vời Như vậy, ở trong đoạn hội thoại này Bạn John, bạn đưa ra một cái câu Để thể hiện bày tỏ cái sự ngạc nhiên Bằng It looks great Bạn ấy sử dụng tính từ great Để đưa ra là một lời Ờ uh, một lời khen, một lời uh, thể hiện cái sự ngạc nhiên với một cái máy tính. Vậy, ngoài tính từ GREAT thì chúng ta còn có những tính từ nào nữa để bày tỏ cái sự ngạc nhiên? Thì chúng ta sang tiếp hoạt động số 2 nhé. 2. Work in pairs Express your surprise when you see your partner's new watch, TV, mobile phone, etc. Chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Hãy bày tỏ cái sự ngạc nhiên của mình khi chúng ta nhìn thấy một cái một cái mới của bạn như là cái đồng hồ, cái TV, cái điện thoại, vân vân. Example. Wow, is that your mobile phone? It looks great. Yes, it's my new mobile phone My grandparents gave it to me for my birthday Oh, kia có phải là cái điện thoại của bạn không? Chồng nó thật là tuyệt vời Phải đó, đó chính là điện thoại mới của tôi à, Ông bà tớ đã tặng cho tớ nhân ngày sinh nhật đấy Thì ở đây chúng ta sẽ thay bằng cái thiết bị Mà chúng ta bày tỏ cái sự ngạc nhiên Hai, nữa là chúng ta có thể dùng cái tính từ khác ngoài tính từ great. Ví dụ, wow, is that your new watch? It's really beautiful. Kia có phải cái đồng hồ mới của bạn không? Trông thật là đẹp. Sử dụng tính từ beautiful để bày tỏ sự ngạc nhiên. Hoặc, look, you have a new TV, don't you? It's so amazing. Nhìn kia, bạn có một cái tv mới phải không chồng nó thật là tuyệt vời sử dụng tính từ amazing để bày tỏ sự ngạc nhiên wow look at this mobile phone it's fantastic Oh, hãy nhìn cái cái điện thoại này chồng nó thật là tuyệt diệu sử dụng tính từ fantastic để bày tỏ sự ngạc nhiên chúng ta có rất nhiều những tính từ để bày tỏ sự ngạc nhiên à, chúng ta sẽ làm việc theo cặp và hãy bày tỏ cái sự ngạc nhiên với những cái đồ vật mới mà chúng ta thấy được. Ok. Chúng ta sang tiếp nội dung thứ hai, houses and appliances in the future, những ngôi nhà và những cái thiết bị trong tương lai. Hoạt động số 3. 3. Read the questions in the class survey below. Tick check mark why? Yes or N. No. Chúng ta sẽ đọc những cái câu hỏi về cuộc khảo sát của lớp ở dưới đây. Sau đó chúng ta sẽ đánh dấu tích ở ô trống yes hoặc là no nhé. Thì ở đây là 6 câu hỏi khảo sát cho các bạn ở trong lớp thì chúng ta có thể uh, trả lời là yes hoặc là no theo quan điểm của chúng ta nhé. Want will you live in a high tech house? Bạn sẽ sống ở trong một ngôi nhà công nghệ cao chứ? Two, will your house be in space. Nhà của bạn sẽ ở trong vũ trụ phải không? 3. Will you have a lot of trees and flowers around the house? Là bạn sẽ có rất nhiều cây và hoa quanh nhà phải không? 4. Will you have a fridge that can cook your meals? À bạn à, sẽ có một cái tủ lạnh mà có thể nấu bữa ăn cho bạn phải không? 5. Will you have a robot that can look look after your children? À, bạn sẽ có một chú robot mà có thể trông được trẻ em phải không? Will you have a car that can fly? It? Bạn sẽ có một cái ô tô có thể bay phải không? Thì đây là các câu hỏi ở ngôi nhà trong tương lai. Bởi vậy nên là những câu hỏi này đều ở thì tương lai đơn bắt đầu bằng will. Chúng ta có thể trả lời là yes hoặc là no thì theo cái quan điểm của mỗi bạn nhé. Sau khi chúng ta đã khảo sát được cái hoạt động số 3 thì ở hoạt động số 4, chúng ta sẽ làm For work in pairs. Use the questions in three to interview your partner. Chúng ta sẽ làm việc theo cặp, hãy sử dụng các cái câu hỏi ở hoạt động số 3 để phỏng vấn các bạn trong lớp nhé. Example. Hi Nam. Will you live in a high-tech house in the future? Chào Nam, bạn sẽ sống ở trong một ngôi nhà hiện công nghệ cao ở trong tương lai chứ? Yes, I will. Phải đấy. Will your house be in space? Nhà của bạn sẽ ở trong vũ trụ chứ? Oh no, it won't. Không, nó không ở đâu. nó không ở trong vũ trụ đâu. Uh, so where will it be? Vậy thì nó sẽ ở đâu? I'm not sure. It might be by the sea. Tôi chưa chắc. Nó có thể ở gần biển. Thì đây là một cái ví dụ để chúng ta tham khảo để đưa ra những cái câu hỏi phỏng vấn với với các bạn của mình ở trong lớp. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái hoạt động những cái, cái câu trả lời của hoạt động số 3 của chúng ta để chúng ta trả lời. nếu có thì cho ta trả lời là I will. Yes, I will. Còn nếu không thì chúng ta sẽ trả lời là oh no it won't Sau khi chúng ta phỏng vấn được các bạn ở trong lớp mình rồi thì hoạt động số 5. Five. Tell the class about your interview. Đó là chúng ta sẽ kể trước lớp về cái cuộc phỏng vấn của mình. Ví dụ như ở hoạt động số 4 chúng ta như cô đã đưa ra bài mẫu đó là giữa mình với một người bạn tên là Nam. Thì sau khi chúng ta phỏng vấn xong thì chúng ta sẽ báo cáo trước lớp như sau. In the future, Nam will live in a high-tech house. It won't be in space, it might be by the sea. He might have a robot to help him with his housework. Trong tương lai, Nam sẽ sống ở trong một ngôi nhà công nghệ cao. Nó sẽ không ở trong vũ trụ, nó có thể ở gần biển. À, cậu ấy có thể có một chú robot để giúp cậu ấy việc nhà. Thì đấy là chúng ta sẽ báo cáo lại cái cuộc phỏng vấn uh, dựa trên cái cái cái, cái uh, hoạt động số 4 mà chúng ta đã thực hành theo cặp cùng với bạn của mình. Như vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Thank you. Goodbye and see you again.